Chị Phạm Thị Kha ở xã Ba Vì, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những bệnh nhân bị nhiễm HIV mới được phát hiện từ đầu năm 2018. Theo chị Kha, cả hai vợ chồng đều đi làm ăn xa. Sau khi chồng qua đời thì chị mới biết mình cũng bị nhiễm HIV từ chồng. Dù rất hoang mang, nhưng nhờ sự động viên chỉ dẫn của cán bộ y tế, chị Kha đồng ý đến cơ sở y tế để điều trị. Điều thằng đó thì người ta có nói biết thôi chứ. Người ta nói cố gắng uống thuốc, đừng có bỏ thuốc, nên mà bỏ thì chết. Nói như vậy. Thì cô nói biết thì mỗi lần đi lấy thì mỗi lần người ta nói vậy. Thì cố gắng mà uống, chị để rồi chết. Nói như vậy. Mấy người nói cái này là bỏ một tháng, hai tháng gì đó là chết. Người ta nói vậy. Không uống thì đã không uống rồi, nhưng mà đã uống thì bỏ thì nó nhanh chết. Cùng hoàn cảnh như chị Kha, bệnh nhân này cũng bị nhiễm HIV từ chồng. Trớ trêu hơn, vì không biết mình mang bệnh nên chị Nguyễn Thị Hát lại sinh con. Cả hai đứa trẻ đều bị nhiễm HIV và qua đời sớm. Vài năm sau, chồng chị cũng qua đời. Ba Tơ là huyện miền núi, có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất tỉnh Quảng Ngãi với 44 người mắc, trong đó có 26 người chuyển sang AIDS. Đáng lo ngại hơn là những năm gần đây, số người mắc mới HIV ở huyện miền núi này lại có xu hướng tăng. Trung bình mỗi năm phát hiện từ 5 đến 7 ca mắc mới. Việc gia tăng số người nhiễm HIV đang là mối nguy cho địa phương, bởi đa phần người nhiễm là người đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều người đi làm ăn xa, nên việc dự phòng lây nhiễm rất khó khăn.